Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn sẽ rất là ngon và các bé cực kỳ thích luôn. Khi mà ăn cơm thì món này gọi là món mắm tép, chắc là các bạn cũng đã nghe rồi. Và để làm được món này thì chúng ta cần chuẩn bị 500g thịt vai nhá. Các bạn nhờ các cô bán hàng xay luôn cho. Và 200g tôm, một canh mì chính, mắm, quế, ớt và mật ong, cộng với một gói súp của mì nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ xay thịt và tôm. Sau khi chúng ta đã trộn xong rồi thì các bạn cho gia vị vào. Các bạn trộn đều hỗn hợp này lên nhé, rồi chúng ta sẽ bắt đầu bật bếp. Các bạn cho thêm một chút dầu rán vào nhé, để cho đỡ bị cháy. Các bạn đảo đều tay nhé, nếu không thì nó sẽ bị cháy nhé. Sau khi các bạn kiểm tra thấy màu của thịt nó hơi khô khô và hồng đỏ như thế này rồi thì chúng ta sẽ cho thêm một chút dầu gấc vào thì các con sẽ rất là thích ăn và lại tốt cho sức khỏe của các con nữa. Và đây, sau khi mắm tép của chúng ta chuyển sang màu cánh gián như thế này thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Và món này thực ra là rất là ngon và bổ dưỡng cho con bởi vì có cả thịt, cả tôm nữa. Sẽ rất là ngon và các bé sẽ rất là thích. Chúc các bạn sẽ làm thành công món ăn này và hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.